chưa từng siêng năng tu học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng nên biết các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa này mới hướng tới đại thừa nên ít kính tin ưa thích đối với pháp đại thừa vì chưa có khả năng biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người thuyết giảng bát nhã ba la mật đa thâm sâu lại nữa thiện hiện các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa nếu không biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người thuyết giảng bát nhã ba la mật đa thâm sâu Họ không thể đem bát nhã sâu xa cho đến bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng giáo hóa hữu tình. Thì các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này chẳng được sự hộ niệm của bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này không thể tùy thuận tu hành bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng do nhân duyên này nên rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác vì sao vì các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa này không thể biên chép thọ chỉ đọc tụng tu tập tư duy vì người thuyết giảng bát nhã ba la mật đa cũng không thể đem bát nhã ba la mật đa thâm sâu nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng nhấp thọ hữu tình không thể tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng không được bát nhã ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng hộ niệm do đó nên rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác thiện hiện nên biết như đi giữa biển cả mà thuyền bị vỡ nếu những người trên thuyền không níu lấy cây hoặc phao nổi tấm ván hay vin vào những tử thi làm chỗ nương tựa thì nhất định những người ấy sẽ chết chìm chẳng đến bờ được nếu vin lấy đồ vật bằng gỗ phao nổi tấm ván tử thi làm chỗ nương tựa nên biết những người này chắc chắn không chết chìm được an ổn vào đến bờ không tổn không hạ được hạnh phúc an vui này thiện hiện, như vậy các thiện nam tử vân vân an trụ đại thừa, tuy thành tựu phần nhỏ sự kính tin ưa thích đại thừa, nếu chẳng biên chép thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập vì người thuyết giảng bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nói rộng cho đến kinh điển tương ưng trí nhất thiết tướng làm chỗ nương tựa, thì phải biết các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này sẽ bị suy bại giữa đường không chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà lui vào hàng thanh văn và bậc độc giác nếu các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này thành tựu trọn vẹn sự kính tin ưa thích đại thừa lại hay biên chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập vì người thuyết giảng bát nhã ba la mật đa thâm sâu nói rộng cho đến kinh điển tương ưng trí nhất thiết tướng làm chỗ nương tựa thì phải biết chắc chắn các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này không bị rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác ở giữa đường chắc chắn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà lại nữa thiện hiện như người muốn qua đồng hoang hiểm ác nếu không chuẩn bị lương thực và khí cụ thì không thể đến được nơi an lạc ở giữa đường sẽ gặp khó khăn mất mạng này thiện hiện như vậy đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà nếu các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này có lòng tin, có an nhẫn, có tâm thanh tịnh, có vui thắng ý, có sự ham muốn, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, nếu không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng thì phải biết các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này sẽ suy bại giữa đường không chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, lui vào địa vị thanh văn và bậc độc giác thiện hiện nên biết như người muốn qua đồng hoa nguy hiểm nếu biết chuẩn bị lương thực và khí cụ thì chắc chắn sẽ đến được nơi an toàn giữa đường không gặp nguy hiểm mất mạng này thiện hiện như vậy đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nếu các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa có lòng tin có nhẫn có tâm thanh tịnh có vui thắng ý có sự ham muốn có thắng giải có xả có tinh tấn lại thường hộ trì bát nhã ba la mật đa thâm sâu nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng thì phải biết các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này sẽ không suy bại giữa đường vượt qua địa vị thanh văn hoặc bậc độc giác thành tựu hữu tình nghiêm tịnh cõi phật mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà lại nữa thiện hiện như có thiện nam tử hoặc các thiện nữ mang bình bằng đất chưa nung đến sông hoặc ao hoặc giếng hoặc suối hoặc rảnh lấy nước, phải biết bình này sẽ rã nát, vì sao? Vì bình này chưa nung chín không thể chứa nước được, rốt cuộc cũng trở về với đất này thiện hiện như vậy đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nếu thiện nam tử vân vân chủ đại thừa có lòng tin có nhẫn có tâm thanh tịnh có vui thắng ý có sự ham muốn có thắng giải có xả có tinh tấn mà không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng nên biết các thiện nam tử vân vân an chủ đại thừa này sẽ suy bại giữa đường chẳng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lại nuôi và hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Lại nữa thiện hiện như có thiện nam tử hoặc các thiện nữ, cầm bình đã nung chín, đến sông hoặc ao hoặc giếng hoặc suối hoặc rảnh lấy nước, nên biết bình chắc chắn không bị giã nát vì sao vì bình này đã nung chín có thể chứa nước được lâu bàn này thiện hiện như vậy nếu các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa có lòng tin có nhẫn có tâm thanh tịnh có vui thắng ý có sự ham muốn có thắng giải có xả có tinh tấn đối với quả vị vô thượng chánh đằng bồ đề lại có thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng nên biết các thiện nam tử vân vân an chủ đại thường này thường được chư Phật và các Bồ Tát Nhiếp Thọ hộ niệm chắc chắn không bị thất bại giữa đường, mà còn vượt qua địa vị thanh văn và bậc độc giác để thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ đề Lại nữa thiện hiện như có người buôn, không có trí thông minh, ở trên bờ, thuyền chưa sửa xong, bèn mang hàng hóa chất đầy thuyền, đẩy thuyền xuống nước, vội vã khởi hành nên biết thuyền đó sẽ hư chìm giữa dòng người thuyền và hàng hóa mỗi thứ một nơi người buôn khôn